Vừa qua tại Hà Nam, Trung ương Đoàn và Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên khu vực miền Bắc. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp thanh niên trang bị kiến thức để chuyển mình trong thời đại số. Tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên được lắng nghe những chia sẻ về cách xây dựng thương hiệu, sử dụng truyền thông cho trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bà Venus Todd Kimway, Phó Tổng Giám đốc Marketing Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco nhấn mạnh, trước tiên, bạn trẻ cần sẵn sàng để tạo ra những thay đổi. Đối với một công ty khởi nghiệp, ngay cả một thay đổi nhỏ ở một khía cạnh nào đó cũng sẽ có tác động to lớn đến các khía cạnh khác trong hoạt động kinh doanh. Việc can đảm chấp nhận những thay đổi càng quan trọng hơn trong tính bền vững và số hóa, nơi những thay đổi về công nghệ và chính sách đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy. Theo báo cáo của các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, kể từ khi triển khai nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 1.453 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, thu hút tổng cộng hơn 223.000 lượt thanh niên tham gia. Các cuộc thi đã góp phần sàng lọc ra các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có chất lượng, phù hợp để triển khai trong thực tiễn. Các cuộc thi nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các thành phần thanh niên khởi nghiệp, các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư khởi nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin đầu tư kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.